Sáng ngày 28 tháng 12, tại chung cư Sư Vận Hạnh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế quận 5 đã phong tỏa 72 căn hộ trong lốc B của chung cư này do phát hiện một ca mắc COVID-19 liên quan trực tiếp bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại lầu 4 lốc B của chung cư này. Được biết, bệnh nhân này đã sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar, sau đó họ cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn lối mở. Ngày 27 tháng 12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày 27 tháng 12 xác định bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng sức khỏe của người này hiện có nghẹt mũi, ho nhiều đờm. Sau khi phát hiện ca nhiễm mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận 5 đã họp khẩn bàn các phương án khoanh vùng, cách ly truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12, thanh niên này sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Ngày 15 tháng 12, người này đi cùng bệnh nhân người Vĩnh Long từ Myanmar đến My Shop, Thái Lan, ở tại một khách sạn cùng 5 người khác. Ngày 23 tháng 12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia, sau đó 6 người trong đoàn đi từ Campuchia về Việt Nam, không rõ qua cửa khẩu của tỉnh nào. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ màu trắng không rõ biển số xe và tài xế. Trên đường di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện bệnh nhân 1440 điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Long.